Chào cả nhà nha. Hôm nay mình cũng mua được mới thịt này cả nhà. Thịt này thịt đùi. Ngon lắm, mình nướng nha cả nhà. Xim que để mình nướng, mình ăn với bún á. Đây mình cũng có miếng mỡ nè. Đây lát mình nướng chung. Rồi mình ăn kèm thì bún nè. Rồi đây thì có củ cải nè, củ cải đỏ, củ cải trắng để mình làm dưa chua. Đây cũng có củ hành nè. Cũng có mấy cọng rau thơm. Lát mình ra vườn mình cắt mấy cọng quế nữa vô mình ăn. Đây có dưa leo nữa nè. Nướng nhiều cả nhà ơi, tới 1 ký thịt lắm. Giờ mình sắc nóng nóng. Nóng nóng nướng ngon. Mèo ơi, quỳ nào nghỉ đi hái chanh. Bây giờ mình ớt thịt cho nó thấm cả nhà. Cho tỏi vô nè. Cho hết đi. Rồi đây là hũ sốt tế tôm nè cả nhà. Mình cho vô đây mình ớt cho mà nó đẹp. Cái này nó không có cay. Mình cho vô đây có khoảng 2 muỗng sữa. Mình không để đường. Để sữa thôi. Rồi mình cũng cho vô đây có khoảng 1 muỗng dầu hào. Mình cho vô nửa muỗng bột ngọt. Mình cho 1 muỗng hạt nêm. 1 muỗng nước mắm. Vô có khoảng 1 muỗng mật ong rồi đó nha. Nước tương. Vô 1 muỗng dầu điều. Bây giờ mình để đây cho nó thấm đi. Lát rồi mình đi xim vô que mình nướng. Giờ mình cũng sắc mỡ ra. Mình thì không có ăn mỡ, cho nên là mình chỉ làm miếng gì cho khó thôi. Sắc mỡ. Bây giờ mình bào ấy, mấy cái củ cà rốt với củ cải trắng để mình làm dưa chua. Củ cải trắng với củ cải đỏ mình cũng bào xong rồi đó nha. Giờ mình ớt. Mình cho vô đây nửa muỗng bột ngọt, 2 muỗng muối. Mình cho vô tầm 4 muỗng đường cho nó ngọt ngọt. Rồi giờ này là giấm nè cả nhà. Giấm mình nuôi ở nhà, mình nuôi để mình ăn nè.
mình cho vô đây mình sáng mình cũng có mua cái bọc tăm này để mình xin vô thịt mình nướng. Bây giờ mình cái thịt để mình nướng cả nhà. Mình cho hành vô trong cái thau này nè, mình trộn. Giống y như bò bít tết. Vậy giờ mình lấy cái cao này xanh này nè. Mình làm bằng tay luôn cả nhà cho dễ, mình làm bằng tay khó lắm. Lấy miếng thịt nè, cho một miếng mỡ vô, nghe miếng củ hành vô, mình cuốn nó lại, mình xỏ vô cây nè. Vậy giờ mình quấn cũng được 4 cây rồi cả nhà. Giờ mình đi nướng lần đi rồi mình quấn tiếp. Nướng rồi cả nhà. À, mình cũng có đốt lò than lên đây nè. Mình để vô mình nướng. Đây. Rồi nước dưới rồi. Bây giờ mình làm nước mắm nha cả nhà. Mình cho vô đây 3 giá đường đi. Để mình làm nước mắm này nó hơi nhiều. Mình cho tí xíu bột ngọt. Giờ mình nặn phát hương nha cả nhà. Mình cho 2 giá nước cốt tắc cho nó chua chua. Này 4 trái lặn giá, lặn 8 trái. Mình cho 3 giá nước mắm. Ba đường, 4 nước mắm, 5 muỗng nước, 2 muỗng tắc, cho thêm muỗng nước mắm nữa, 4 muỗng nước, 4 muỗng nước mắm, 5 muỗng nước, 4 muỗng nước mắm, 3 muỗng đường, 2 muỗng tắc. Bây giờ đây tỏi ớt nè, mình cho vô, mình làm có 2 trái ớt rồi cả nha, mình sợ cay á. Rồi, vậy là mình có tô nước mắm để mình chấm mình, ngon sức sắc. Chào cả nhà nha. Chào ông bà cô chú. Cả nhà ơi, mình nướng thịt cũng xong rồi. Giờ mời cả nhà ăn bún thịt nướng với hai mẹ con nha. Cảm ơn bà cô chú ăn bún thịt nướng. Thịt nhiều quá cả nhà. Giờ bún này nè. Có ăn không? Hả? Ăn không? Ăn thịt không? Cái gì? Không quậy với nó có ăn đâu. Quậy quýnh.
Cá này mình để cá sống mà cả nhà. Cái đứt đầu mà liền. Cảm ơn mẹ. Dĩa đồ chua nữa cả nhà. Mình cho đồ chua vô đây mình ăn. Cái xề nhỏ quá mà thịt nhiều nên vậy nó đầy cái xề luôn. Mình cho nước mắm nha. Nè ăn miếng thịt nha. Đói luôn mà. Chưa đói thế nè. Mình ớp và để sa tế tôm nó thè thè thè. Làm món nướng lâu lắm cả nhà, nướng thịt nãy giờ lâu quá chị. Ngon quá, cái nhà đói ăn ngon quá. Cái này theo quy để cái đậu phộng nữa, mà nhà mình thì không thích ăn đậu phộng cho nên không có để đậu phộng này vô ăn ngon. Cả nhà, hai mẹ con mình ăn bún thịt nướng đến đây cũng đã xong rồi. Cả nhà mà có xem được video á, xin cho mình một like và một lượt đăng ký, bấm vô cái chuông để mình up lên clip á, thì nó sẽ báo vô điện thoại cả nhà. Cả nhà sẽ là người xem đầu tiên và sớm nhất, để giúp ba mẹ con mình có động lực chia sẻ những món ăn dân dã miền Tây để phục vụ đến cả nhà xem nha. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye mà cô chú.